tượng đài bị lãng quên giữa những năm cuối thế kỷ 20. Vị vua đã trở lại. Ngược về năm 1961 khi King Seiko ra đời. Thời điểm này, cái tên King Seiko cùng Grand Seiko được kỳ vọng sẽ mở đường cho Seikosha chinh phục phân khúc cao cấp trên thị trường đồng hồ. Cạnh tranh nội bộ là cần thiết để tìm ra con ngựa chiến cừ khôi nhất, để sau đó Seikosha có thể thuận lợi dồn mọi nguồn lực vào thương hiệu được cho là tiềm năng hơn. Và kết quả đã rất rõ ràng. King Seiko chỉ sau vài năm đã chìm vào quyền lãng. Và sau hàng thập kỷ, một lần nữa, King Seiko lại tìm thấy ánh hào quang đã tắt từ năm nào. Vị vua đã chính thức trở lại dưới một diện mạo mới, mang theo câu chuyện của hàng chục năm về trước. Câu chuyện về một tượng đài bị lãng quên giữa những năm cuối thế kỷ 20. King Seiko đã được hồi sinh. Series King Seiko KS1969. King Seiko sở hữu chuyển động cơ học ngang bằng với các mẫu Preces cao cấp. Dù vậy, thương hiệu con này của Seiko lại hướng đến tính thẩm mỹ hoài cổ, lấy cảm hứng từ các danh mục sản phẩm trước đây của Seiko. Các mẫu đồng hồ làm lại đầu tiên của King Seiko từ năm 2020 được thiết kế dựa trên dòng King Seiko KSK1965 của hãng. Dòng đồng hồ này chính là thế hệ đồng hồ đầu tiên mà King Seiko trình làng khi mới ra mắt hàng chục năm về trước. Sau 4 năm tận dụng mẫu thiết kế KSK1965 này, đã đến lúc thế hệ thứ 2 của King Seiko 45KS nên được hồi sinh. Và đó cũng là nguyên nhân chính thúc đẩy bộ sưu tập King Seiko KS1969 ra mắt công chúng vào tháng 7 năm 2024. Mẫu King Seiko SGE109 với mặt số bạc được cho là giống với nguyên bản nhất. Nhưng trước khi đi sâu vào chi tiết, hãy cùng xem nguồn cảm hứng được sản sinh ra như thế nào. Nguồn cảm hứng. Mặc dù tập trung vào thế hệ King Seiko thứ 2, 45KS, nguồn cảm hứng chính của King Seiko KS1969 chỉ thực sự dựa trên mẫu 45KCM, một trong những phiên bản King Seiko cuối cùng của thời đại. Nổi bật với hình dạng toenail nguyên bản, 45KS là mẫu King Seiko cuối cùng được công ty Daini Seikosha chế tạo thủ công và là mẫu đồng hồ cuối cùng sử dụng bộ máy Daini được chứng nhận là đồng hồ chronometer 2-bit. Về cơ bản, chúng là những chiếc Rolls-Royce của bộ máy Seiko vào thời điểm đó. Nói một chút về công ty Daini Seikosha, đây là nhà máy sản xuất đồng hồ đeo tay đầu tiên của Seiko, thành lập năm 1937. Đây cũng là nhà máy sản xuất ra chiếc đồng hồ Grand Seiko đầu tiên của thương hiệu. Hiện tại, Daini Seikosha sau hai lần đổi tên, được biết đến rộng rãi là Seiko Instruments Inc. Nhưng bỏ sang một phần lịch sử phát triển có hơi rông dài của Seiko, hãy cùng tìm hiểu về thiết kế của bộ sưu tập KS1969 mới và mẫu đồng hồ thu hút nhất King Seiko SGE109. Thiết kế của bộ sưu tập. Về mặt thiết kế, các phiên bản thuộc KS1969, đặc biệt là King Seiko SGE109, không tuân theo một số quy tắc trong ngôn ngữ thiết kế được Taro Tanaka thiết lập. Nhìn vào các mẫu đồng hồ thuộc KS1969, các bề mặt đánh bóng cao được tìm thấy ở khắp mọi nơi, củng cố thiên hướng thanh lịch và ngữ pháp thiết kế của Seiko. Hầu hết tất cả các mẫu King Seiko đều có vạch chỉ giờ kép ở vị trí 12 giờ và các cọc số hình chữ nhật được vát cạnh nhiều mặt, tuân theo các quy tắc mà Tanaka đã đặt ra. Riêng với phiên bản King Seiko SGE109 và các mẫu đồng hồ khác cùng bộ sưu tập, vạch số góc 12 giờ còn kết hợp thêm họa tiết mô phỏng hình ảnh lông vũ của những mũi tên, tượng trưng cho bộ môn cung đạo Kyudo truyền thống của Nhật Bản. Nhìn chung, Seiko có thiết kế rất nhất quán, đặc biệt là đối với Grand Seiko Classic và King Seiko. Tuy nhiên, phong cách thiết kế của Seiko lại từng có xu hướng lập dị trong suốt những năm 1970 và 1980, nên không phải tất cả các mẫu Seiko cổ điển, đặc biệt là King Seiko, luôn luôn tuân thủ theo ngữ pháp thiết kế. Rõ ràng là trong khi một số quy tắc của ngữ pháp thiết kế được chú ý chặt chẽ, thì một số quy tắc khác lại không. Điển hình là hình thùng và dáng cong đặc trưng của KS1969 khác hoàn toàn so với hình dạng phẳng rộng mà Tanaka vẽ lên. Dù vậy, đây được xem là một điểm chung nữa của KS1969 với nguồn cảm hứng KCM trước đó. Cũng có thể xem đây là một bước tiếp nối còn sót lại của xu hướng thiết kế có phần lập dị, đậm chất Nhật Bản thập niên 70.
điểm đặc trưng của kính Seiko SGE-109. Mặt số. Nếu bạn am hiểu về các mẫu Seiko hiện đại, bạn sẽ biết rằng mặt đồng hồ của các phiên bản này được hoàn thiện rất đẹp mắt, hay nói đúng hơn là vô cùng hoàn hảo. Ở chiếc kính Seiko SGE-109, hãng đã loại bỏ phần lớn các dòng chữ đã từng có trên 45KS. Điều này là rất khác thường, khi hiện nay các thông số kỹ thuật được trình bày trên mặt đồng hồ đang trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng đây là một chi tiết nhất quán của Seiko trong việc truyền tải tính tối giản trong văn hóa Nhật Bản trên đồng hồ. Kính Seiko SGE-109 với mặt số màu bạc bắt mắt được thương hiệu công bố là gợi lên quang cảnh thành phố Tokyo tân tiến, được bao bọc bởi những tòa cao ốc sầm uất và cũng chính là nơi ra đời của kính Seiko. Dù tân tiến là vậy, tính cổ điển vẫn được duy trì ở đồng hồ thông qua tấm huân chương in logo thương hiệu tại mặt lưng. Đương nhiên, kính Seiko SGE-109 vẫn sẽ có một số điểm khác biệt so với phiên bản cũ. Điểm đổi mới đầu tiên phải kể đến là vỏ đồng hồ. Phải thừa nhận rằng, với đường kính 39,5mm, mặt số của kính Seiko SGE-109 lớn hơn so với nguồn cảm hứng 45KCM của nó. Cùng với thông số lug-to-lug 43,6 ly, đây là một chiếc đồng hồ lý tưởng dành cho cổ tay của đại đa số nam giới châu Á hiện tại. Ấn tượng nhất phải kể đến đó là độ dày 9,9 ly của mặt đồng hồ. Nó cho thấy sự phát triển vượt bậc của Seiko qua thời gian, khi đã có thể tận dụng tối đa chuyển động từ một cỗ máy cơ học mỏng nhẹ, một đặc điểm mà các mẫu KS trước đó không thể tận dụng được. Với dây đeo lại là một trong những điểm đặc biệt khác của kính Seiko SGE-109. Thiết kế theo mẫu tham chiếu 5606 được lắp vào kính Seiko vào những năm 60. Bộ dây Best of Price là một lựa chọn hợp lý về mặt phong cách khi nó tích hợp rất tốt vào vỏ máy. Bên cạnh khóa gập có nút bấm, các mắt xích nhỏ tại dây đeo thực sự mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Hơn hết, Seiko đã thực hiện đánh bóng xen kẽ cho bộ dây Best of Price này bằng kỹ thuật Zarasu. Zarasu bắt nguồn từ kỹ thuật đánh bóng bề mặt kiếm katana truyền thống của Nhật, mang đến một bề mặt hoàn toàn phẳng và phản chiếu sắc nét, không có bất kỳ dấu vết nào của quá trình chế tác. Kỹ thuật đánh bóng Zarasu đặc biệt ở chỗ, bề mặt đồng hồ sẽ không được mài theo phương pháp thông thường là từ mặt trước mà lại được đánh từ mặt sau. Điều này giúp loại bỏ các vết lõm hoặc gợn sóng không mong muốn, tạo ra một lớp hoàn thiện mịn màng như gương. Quá trình này đòi hỏi sự khéo léo của các nghệ nhân, vì chỉ một sai lầm nhỏ có thể làm hỏng toàn bộ bề mặt. Họ phải đánh bóng ở một góc rất chính xác để đảm bảo rằng bề mặt phản chiếu ánh sáng ở mọi góc độ đều hoàn hảo. Đây cũng là một lý do tại sao đồng hồ được áp dụng Zarasu thường có giá trị cao hơn. Các bề mặt được đánh bóng mịn màng kết hợp với những đường vát cạnh sắc sảo tạo ra sự tương phản mạnh mẽ giữa sáng và tối. Hiệu ứng này làm tăng độ sâu cho thiết kế, khiến dây đồng hồ trông sống động và ấn tượng hơn. Bộ máy 6L35. Bộ máy 6L35 là điểm đổi mới lớn nhất so với nguồn cảm hứng cổ điển KS1969. Trong khi bản gốc sử dụng Calibre 45 được lên dây cót thủ công và đạt chứng nhận đồng hồ chronometer, thì 6L35 lại là máy automatic. Bộ máy thuộc dòng Calibre 6L chỉ được Seiko trang bị cho những mẫu đồng hồ cao cấp đến từ hãng. Độ mỏng 3,7 ly của 6L35 là rất ấn tượng khi đi kèm một rotor tự động hoàn toàn, cung cấp khả năng chữ cót 45 giờ ở tần số là 28.800 VPH và mức chống từ vào khoảng 4.800 AM. Bộ máy này là đối thủ cạnh tranh chính của Seiko với ETA 2892 của Swatch Group. 6L35 nằm trong các sản phẩm thuộc phân khúc trên của thương hiệu mà không bắt nguồn từ một phiên bản Grand Seiko nào đó. Mặc dù độ chính xác tối thiểu được tuyên bố là trừ 10 đến cộng 15 giây trên một ngày, sai số thật sự của bộ máy này được nhiều người dùng đánh giá là thấp hơn nhiều. Và đó là những gì mà Thắng muốn chia sẻ với các bạn về mẫu đồng hồ kính Seiko SGE-109G1. Nếu như các bạn yêu thích video này thì hãy like, share và chia sẻ với bạn bè. Còn nếu có bất cứ ý kiến và góp ý cần đồng hồ Hải Triều giải đáp thì hãy để lại ở phần comment nhé. Chúng mình sẽ giải đáp ngay cho các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.